Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày mùng 2 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Rụng rời nhận hung tin từ Anh Quốc, ngất lịm nước mắt rơi sinh mạng Việt. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến những hình ảnh rất đau thương tại vùng quê miền Trung với nhiều gia đình mất con trong việc họ đi tìm cuộc sống mới tại Anh và những nước châu Âu. Và cảnh sát tại Anh đã công bố chính thức đa số 39 người chết trong xe tải đông lạnh tại Anh có nguồn gốc từ Việt Nam. Và đây là thông báo chính thức của Sở Cảnh sát Anh. Cảnh sát Essex ra thông báo vào tối ngày 1 tháng 11 giờ Việt Anh về vụ 39 nạn nhân trong xe tải đông lạnh. Cập nhật của cảnh sát Essex về vụ việc trên tweet với lo ngại rằng đa số là đến từ Việt Nam. Cảnh sát Anh đang làm việc hết sức khẩn trương để có thể xác định được danh tính chi tiết cuối cùng của những người này. Và hiện nay với những thông báo như vậy thì rất nhiều gia đình tại Việt Nam dường như càng thêm đau khổ vì những hy vọng của họ về những người con ra đi để tìm cuộc sống mới gần như không còn có thể gặp lại. Và 39 cái chết này đã làm chấn động các nước, và ngay tại Anh và trên thế giới đã rất nhiều những hãng truyền thông cũng như các chính trị gia đưa vấn đề này ra để bàn thảo và tìm mọi biện pháp nhằm ngăn chặn những việc ra đi bất hợp pháp như vậy, và đặc biệt là từ Việt Nam. Và đây là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi xin chia sẻ. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam tại Anh tới tưởng niệm 39 nạn nhân tại nơi đã phát hiện ra xác chết của họ trong chiếc xe đông lạnh vào thời gian vừa qua. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ rằng ở đây họ đã để rất nhiều hoa, và có những người đến thắp nến và có những người đến thắp hương cho những cái người nạn nhân xấu số này. Và điểm dừng chân cuối cùng, đây chính là điểm mà cảnh sát Anh đã khám nghiệm chiếc xe ngay lần đầu tiên khi họ bắt gặp 39 xác chết. Cột điện trên phố Esman trong hình là địa điểm dừng chân cuối cùng của chiếc xe chở container đông lạnh vào khu vực công nghiệp Westlader Park, nơi cảnh sát phát hiện ra 39 tử thi ở bên trong. Phố Esther là những ngày qua là những nơi mà dân địa phương từ khắp nơi đã đổ đến, và ngay cả những người Việt Nam ở khắp nơi trong nước Anh cũng đã đến đây để đặt hoa tưởng niệm và thắp nến cho những cái người nạn nhân xấu số. Và hiện nay cảnh sát Anh đã chính thức công bố đa số những cái nạn nhân trong 39 người này là những người đến từ Việt Nam, và tuổi đời của họ còn rất trẻ khi họ đang hy vọng đến một vùng đất hứa, nhưng cuối cùng họ đã phải không thể đến được nơi mà họ muốn và phải từ giã cõi đời. Những kẻ buôn người này đã thay đổi phương thức vận chuyển nạn nhân khi cho họ đã dùng nhiều các loại giấy tờ khác nhau với nhiều quốc tịch khác nhau. Và đây là cái mánh khóe mới mà trong điều tra cảnh sát Anh đã đưa ra. Và đây là đường đi vào cách nhập cư vào Anh như thế nào. Ông Gorky Buklat, chuyên gia người Pháp về phòng chống buôn bán người, nói rằng đường đi và kỹ thuật đường đi của các tổ chức buôn người từ Việt Nam sang Anh đã thay đổi trong thời gian qua. Trước đây, Anh Quốc thường kiểm tra rất kỹ các chuyến bay đến từ Việt Nam, nhưng bây giờ người ta đổi hộ chiếu và sẽ đi như người Trung Quốc, vì bên nước Anh kiểm tra người Việt Nam là nhiều hơn, ông nói như vậy. Vì thế, báo cáo mới nhất của IMO, tức là Tổ chức Di dân Quốc tế, chứng minh đường buôn bán từ Việt Nam sang Anh đã là chuyện cũ. Và với cái đường lộ trình mới mà những kẻ buôn người vạch ra thì rõ ràng rằng với những cái hộ chiếu như chúng ta vừa chứng kiến của Trung Quốc đã được làm giả và để nhập cư vào Serbia, và từ Serbia họ đi sang các nước châu Âu và sang Anh, thì đây là một cái hành động, một cái mánh khóe mới của những cái băng nhóm buôn người nhằm qua mặt cảnh sát Anh cũng như cảnh sát châu Âu. Bản thân chính phủ Việt Nam dường như chưa chịu làm hết trách nhiệm trước hiện trạng công dân của mình đã bỏ trốn ra nước ngoài bất hợp pháp như vậy. Và thậm chí có nhiều nghi ngờ rằng những cái chuyến buôn người này có sự tiếp tay của những quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thu lợi bất chính. Và điều đó chúng ta tiếp tục được thấy những thông tin chia sẻ như sau. Đây là hình ảnh ở sân bay London tại Anh Quốc. Ông Gorky Buklat nói thêm, người ta đã đổi kỹ thuật đi, có thể tương lai sẽ là thấy người Việt Nam mang hộ chiếu Nhật, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan chẳng hạn. Ông nói thêm, trước năm 2013, chính phủ Việt Nam khó chấp nhận các nạn buôn người trở về Việt Nam vì chính phủ nói người ta muốn đi thì cho đi, không cho về. Nhưng theo luật quốc tế, điều đó là không được, vì nếu ai có làm gì sai trái hay có vấn đề gì thì ở nước ngoài sẽ cho về luôn. Luật nước ngoài người ta làm như vậy là đúng rồi, ông nhận xét như vậy vào hôm 31 tháng 10 vừa qua. Và rõ ràng qua những thái độ và những trả lời của những quan chức Việt Nam như vậy thì chứng tỏ rằng những cái đường dây buôn người này có lẽ có những cái quan hệ rất sâu
và lên những tầng rất cao của các chính trị gia Việt Nam, vì Việt Nam luôn muốn đẩy công dân của mình đi lao động và không muốn nhận về những người như vậy, và đặc biệt là những người có phạm tội ở nước ngoài. Và những kẻ buôn người đã nói dối và lừa đảo nạn nhân khi chúng chào mời với thu nhập rất hấp dẫn mà người nhập cư bất hợp pháp vào Anh thì không thể có được. Thì đây là điều mà chúng ta cần phải xem xét trong thời gian tới, nhất là những vùng quê tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa và nhiều vùng khác, và rất nhiều người dân đã bị mắc lừa vì những cái lời lẽ ngon ngọt này của đường dây buôn người. Và xin chia sẻ thêm, đây là hình ảnh của người Việt Nam đang làm trong tiệm móng tay tại Anh. Các tiệm móng tay Việt Nam, mặt tối của dịch vụ làm đẹp tại Anh. Nếu các nạn nhân của thảm kịch tại xe tải Excess, những người hy vọng sẽ có việc làm trong các tiệm làm móng, biết rằng họ sẽ phải làm việc nhiều như thế nào, có lẽ họ không đi, theo một bài viết trên tạp chí Info Migrant. Có lẽ họ cũng đã muốn làm việc chăm chỉ và kiếm tiền tốt hơn, nhưng giống như nhiều người Việt Nam, hy vọng làm việc tại Vương quốc Anh có khả năng họ sẽ kiếm được ít hơn nhiều so với kỳ vọng mà họ đặt ra trước đó. Những người nói dối mà người Việt Nam di cư qua châu Âu đến Vương quốc Anh được nghe như thế này, họ được hứa rằng họ sẽ kiếm được 1.500 bảng Anh mỗi tháng khi làm việc trong một tiệm làm móng tay do người Việt làm chủ ở London. Với chi phí sinh hoạt hàng tháng là khoảng 500 bảng, họ được cho rằng chỉ trong 2 năm tới, Anh thì những cái người này sẽ trả hết khoản nợ cho hành trình đến đất nước của mình và sau đó có lãi. Thì đây là những cái thông báo, thông tin mà những kẻ buôn người đưa ra, và qua những cái hình thức này thì chúng đã dụ dỗ được rất nhiều thanh niên, thiếu nữ của Việt Nam bỏ quê hương đất nước và vượt biên nhập cư lậu vào nước Anh, và sau đó họ đã nhận được những kết quả rất đáng lòng, đó là việc bị trục xuất, việc phải phạm tội trong những cái cơ sở trồng cần sa và nhiều cái vụ việc khác nữa. Và dã man hơn, bọn tội phạm buôn người còn dụ dỗ đưa cả trẻ em Việt Nam trốn ra nước ngoài để lao động bất hợp pháp, và điều này thì quốc tế luôn luôn lên án và đặc biệt là rất nghiêm trọng. Ở đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những cái hình ảnh biển chào mời đi dịch vụ xuất khẩu lao động có mặt khắp nơi tại Nghệ Tĩnh, tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Những cò mồi tại Việt Nam đang dụ người dân tham gia đường dây nhập cư lậu. Thậm chí cả trẻ em Việt Nam bị làm cho tin vào những lời nói dối và đồn thổi lan truyền qua các mạng lưới buôn người. Theo báo cáo của một số nhóm chống nô lệ đã đưa ra, ở Hà Lan, nhiều trẻ em Việt Nam được đưa lậu sang đây nói rằng các em muốn đến Vương quốc Anh vì sẽ kiếm được nhiều tiền khi làm việc bất hợp pháp ở đó hơn bất cứ nơi nào khác ở châu Âu. Một số em nói trong cuộc phỏng vấn rằng những trẻ em Việt Nam khác đã được đưa lậu thành công vào Anh đang kiếm được tới 2.000 đến 2.500 bảng mỗi tháng nhờ làm việc tại những công việc bất hợp pháp. Những đứa trẻ giải thích rằng chúng muốn đến Vương quốc Anh để làm việc trong các tiệm làm móng ở đó. Và quả thật với các bạn cũng đã thấy rất rõ ràng là với những cái lời cò mồi như vậy và mời chào như vậy thì nhiều thanh niên và thậm chí bây giờ đến cả trẻ em Việt Nam cũng bỏ quê hương đi để lao vào những hành động bất hợp pháp tại Anh. Và cái hậu quả mà chúng ta cũng đã thấy trong thời gian vừa qua với 39 xác chết trong container đông lạnh. Và sau khi cảnh sát Anh hôm 1 tháng 11 công bố quốc tịch Việt Nam của nhiều người nằm trong số 39 nạn nhân đã chết ngạt và chết cóng tại Anh, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam liền lên tiếng vì vụ việc này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trong truyền thông tại trong nước đã đăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Sau khi có thông báo của cảnh sát hạt Anh tại Essex về việc có nạn nhân người Việt chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe tải tại Đông Bắc London, Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu rằng đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này, bà nói. Bà Hằng cũng nói rằng Đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo. Hiện tại, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin. Người phát ngôn cũng khẳng định Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là vi phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự. Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng rằng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này, bà nói như vậy. Và ngay lập tức, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của 39 nạn nhân buôn người đã bị chết tại Anh.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trên mạng tweet cá nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vừa có lời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông viết, có người Việt Nam được cho là đã nằm trong số 39 thi thể nạn nhân tìm thấy trong chiếc xe tải ở Essex. Tôi muốn gửi lời thông cảm, cảm thông sâu sắc và chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền. Và đây là hình ảnh của ông cũng như tweet của ông đã chia sẻ trên trang cá nhân. Và đây là phát biểu chính thức của một vị bộ trưởng tại Việt Nam. Và qua những cái thông báo của cảnh sát Anh thì gia đình nạn nhân có người bị chết do bị nhóm buôn bán người tại Anh gây ra đã mất hết hy vọng với việc trở về của con cái họ, và họ đã thể hiện sự đau khổ rất nhiều ở những cái vùng quê Việt Nam. Và con gái Trà My của tôi chết ở Anh là sự thật rồi. Con gái Trà My của tôi, ông Thìn nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa. Trước đó gia đình ông đã đọc tin nhắn của Trà My, con xin lỗi bố mẹ nhiều, con đường đi nước ngoài không thành, con chết vì không thể thở được. Cô nói, đây là di ảnh của Phạm Thị Trà My, người mà thông dịch viên cho nhà chức trách Anh gọi điện thông báo hôm là một trong 39 nạn nhân đã chết trên chiếc xe container tại Anh. Từ tối qua đến chiều nay, ngày 2 tháng 11, ông Nguyễn Đình Gia, 57 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, suy sụp hẳn vì có một người xưng là thông dịch viên cho nhà chức trách của Anh gọi về báo tin cho ông Nguyễn Đình Lượng là một trong 39 người bị chết trong thùng xe container. Khoảng 20 giờ tối ngày 1 tháng 11, có một người xưng là thông dịch viên cho nhà chức trách của nước Anh gọi về báo tin em nó là một trong 39 người bị chết trong container. Tôi không thể tin, đó là sự thật. Ông Gia đau đớn thốt lên. Và để gần hình ảnh lại, các bạn thấy đây là những hình ảnh cô gái rất trẻ và tuổi đời mà chưa vừa đặt chân đến Anh thì đã bị chết vì bọn buôn người đã quá dã man và nhốt họ vào trong những cái container đông lạnh. Và đấy là điều mà chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới đối với việc xuất khẩu lao động. Và mặc dù người đứng đầu đất nước là ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng cho đến thời điểm này chưa hề thấy ông Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia buồn với các nạn nhân trong đại án buôn người rùng rợn này. Và ông vẫn mải mê sắp xếp ghế cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hình ảnh mới nhất chúng ta cũng đã thấy. Đây là Tổng Bí thư Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự mới. Và sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Bộ Chính trị để cho ý kiến về sửa đổi bổ sung quy định của Bộ Chính trị khóa 11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và đề án sửa đổi bổ sung nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 11 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương. Và đây hình ảnh chúng ta thấy rất rõ. Và cũng giống như lần trước với việc Trung Quốc đưa tàu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt một thời gian rất dài trên 3 tháng, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu nhà nước cũng không hề lên tiếng phản đối Trung Quốc trong cái việc này. Và hiện nay khi người dân Việt Nam đang chịu đau khổ rất mất mát rất lớn, đặc biệt ở những vùng tỉnh miền Trung Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn im lặng trước cái chết của những người dân của mình. Và điều này có lẽ cần phải có sự xem xét một cách hết sức nghiêm túc. Và để người dân không còn chịu đau khổ khi phải rời xa gia đình và mảnh đất quê hương lưu lạc kiếm sống nơi xứ người, đất nước Việt Nam cần phải được xây dựng lại theo hướng dân chủ và tự do. Điều đó chỉ có thể thành công khi không còn chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, ngoại lai đang gieo rắc đau khổ trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này để cho nhiều người cùng biết, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất tới các bạn vào chương trình lần tới. Chào các bạn, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.